Hi, chào tất cả các bạn đã trở lại trong video mới của chúng ta ngày hôm nay trong loạt series tập học trước mai. Bài hôm nay chúng ta sẽ học chính là bài số 24 Merenti mở phay buồn mở phay ha à, mở phay là 20 thì buồn mở phay buồn là 24 ha Merenti mở phay buồn ắt sò 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 ắt sò sò ho sò thêm sắc ấy ni cứ say à. Hor thêm sắc a ni cư hà. Cho thêm sắc ao ni cư sao. Ni cư sao. Sao. Sao là cái chìa khóa đó các bạn. Cho thêm sắc a ni cư say. Say là trái cầu. Ok. Bờ bó. À, bó, bó, min rô. An bờ bó. Hoa thêm sắc y, minro here, bò bò here, bò bò here, bò bò here là cháu nó bị tràn ra bên ngoài, bạn thấy không? Cháu nó tràn ra bên ngoài thì là bò bò here. Trong tiếng Campuchia người ta đọc là bò 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 here, bò bò here. Ok, à bò bò bò, à bò bò minro, ác sợ sợ sợ, anh bò bò. Bờ bò so là cháu trắng, bờ bò so là cháu trắng ha. Ok, đây bờ bò, bờ bò, bờ bò so. Đo thêm sắc sắc âm ha, đâm. Thì khi mà bạn làm beat thì cái chữ này đọc đâm, bờ bò so, đâm là làm ha. Ví dụ như bạn trồng cây cũng là làm, thấy không? Thì nó là thực hiện một cái gì đó. Thì đâm ở đây mình trong beat mình nói là nấu, nấu cháo trắng. À, có như trong nông nghiệp thì bạn là trồng ha, trồng trọt á, trồng cây ha, trồng rau ha. Thì bài trước mình đã học thêm cái chữ này rồi, thì bữa hôm nay mình học lại. Thì đo thêm sơ âm ni cứ đâm, bờ bò so, so là màu trắng ha. Đây trắng, bò bờ bò min rô nè, so đâm, bờ bò so. Có thêm sắc ai ni cứ khai. À, khai là chỉ là tháng. Ở đây là tầm một tờ lịch, tháng này tháng mấy đây? Tháng 8 ha. Thì trong tiếng Campuchia đọc là so thêm sắc ai ni cứ say. Ho thêm sắc a ni cứ cứ ha, say ha, khai say ha là chỉ cho tháng 8. Đây. Bài tập đây, so thêm minro ha, so minro, so sắc a ni cứ say. Sò C ha, có minro hết nè, bạn thấy không? Sò C. Thì sò C nghĩa là bạn viết một chữ nào đó. Ví dụ ở đây mình viết chữ ắt sò sò sò, sò C ắt sò 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 đó. Là sò C có nghĩa là viết, bạn viết một chữ nào đó thì trong tiếng Campuchia đọc là sò sò C. Sò mingro, sò thêm sò e ni cứ C mingro an sò C. Đó là cái phần bài học trước của mình ha, hai cái nguyên âm. Bây giờ để mình viết thì bạn mở lại website đi. À, thì các bạn mở lại website lên thì cái dần này hay là axo là chỉ là phụ âm, còn srak là chỉ là nguyên âm. Ví dụ đi là nguyên âm e đó. Như vậy thì bạn muốn cái bài học của mình hôm nay mình học là cái chữ gì? Axo sò sò, axo sò đó, và thêm một axo sò. Ác sò, sò ho, ho, ni cứ ho, ni cứ sò, ho thêm sò a, ni cứ hà, sò thêm sò a, ni cứ sà, đó, đấy, sò thêm sò a thì nằm chỗ nào? À, nó nằm chung với chữ e. Thì bấm được cái chữ này, bạn bấm giữ shift nè, bấm thêm chữ y ngắn, thì nó gọi là sò thêm sò a, say, à. Ở so thêm sắc ao, sao ao là chung chữ o này ha, sao là chìa khóa, say là quả cầu ha, ha là mình gọi một cái người nào đó ha. À, rồi mình viết thêm chữ gì nữa? So minro, so sarak e chữ chữ e này, e minro. À, thì so c. Sò C là viết, đúng không? Đó, sò C.
chữ nào nữa? Bài học của mình học bao nhiêu chữ? Khai say ha. Rồi, viết sao đây? Trả lời website của mình đi. Khó. Khó đó là chữ X nè. Khó. Sắc ai nằm đầu, nằm chung với chữ E. Chữ E. À, chữ này, chữ E. Chữ này, chữ E. Thó, thêm sắc ai. Như cứ khai, say, xó. Thêm sắc ai thì bấm shift nè. Chữ trong phím, chữ Y ngắn thì thành chữ say. Say ha, ho, ho đâu? Ho là chữ hờ nè, ho. Thêm sắc sắc a, ni cư ha. Khái, say ha. Hả? Đó là phần viết. Thì trên bàn phím nó cũng tương tự như vậy. Thì cái bạn quay trở lại bàn phím, bạn xem đây coi hai cái dần này nằm đâu. Một là chữ dần ho là chữ h, đúng không? H là chung chung sắc sắc a. A. Và dần dần so, so thì nằm đâu? So, so là chữ S nè, đúng không? Thì nó nằm chung với chữ srak ai kê, srak ai. Thì quay trở lại bài viết thì mình cũng viết như vậy. Thì bạn bấm giữ giữ bằng phía bằng viết những cái chữ này. Thì xem lại tất cả những video vừa rồi mình đã học như thế nào. Thì trên màn hình này nó cũng mô phỏng lại cho tất cả các bạn. Thì những cái chữ mà mình học như là chữ chữ say, hả? Chữ say, chữ sau, à, so và sò xê, này khai say ha. À. Đó là phần bài học của ngày hôm nay. Quay trở lại nè, mình đọc lại một lần cho bạn. Ác so, sò so, ác so, sò ho, ho, so, thêm sắc ai kê, sơ rớt ai, so, so, thêm sắc ai, ăn, say, à, say, đi cứ say, so, thêm sắc ai, đi cứ say. Ho thêm sơ rắc a, ni cứ ha, ni cứ ha. Xó thêm sơ ao, ni cứ sao, sao, ni cứ sao, ni cứ sao. Sao là chìa khóa. Xó thêm sơ a, ni cứ say là quả cầu, say, say. Bờ, bờ bò ho thêm sơ rắc ia, hia, mình rô, hia, bò bò hia, bò bò hia. Bờ, bờ bò sò, bờ bò sò, ni cứ bờ bò. Bờ bò, bò bò, minh rô, an, bờ bò, ác xó, xó xó, bờ bò xó. Đo thêm sắc âm, đâm là nấu ha, bớ, bờ bò xó là nấu cháo trắng, đâm, bờ bò xó, nấu cháo trắng. Khai xây ha, tháng 8, khai, ho thêm sắc ai ni cư khai, xó thêm sắc ai ni cư xây, ho thêm sắc a ni cư ha. Khai say ha là tháng 8. Ok, so thêm mineral. So struct A ni cư C. So C ha, điều mineral hết. Thì các bạn mới đã viết chữ, chữ một cái chữ nào đó, mình viết một cái gì đó thì mình gọi là so C. Vâng, bài hôm nay chúng ta dừng lại ở đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.